Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, hiện có 3 áp thấp gần Biển Đông, trong đó một áp thấp nằm trong khu vực dự báo của Philippines. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 8, vùng áp thấp này cách Ibazat, Batanes của Philippines khoảng 575 km về phía đông bắc. Chuyên gia dự báo bão của PAGASA cảnh báo rằng một trong hai áp thấp nằm ngoài khu vực dự báo của Philippines có thể phát triển thành bão nhiệt đới. Cả ba áp thấp đang tăng cường sức ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đối với thời tiết tại Philippines, gây mưa nhiều nơi ở nước này, đặc biệt là vùng Trung Luzon, Nam Luzon và Visayas. Theo PAGASA, một hệ thống áp thấp ngoài khu vực dự báo của Philippines đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, cách Bắc Luzon khoảng 2.005 km về phía đông bắc. Áp thấp nhiệt đới này có sức gió duy trì tối đa 55 km/h, với gió giật lên tới 70 km/h. Tuy nhiên, gần như áp thấp nhiệt đới này không di chuyển. Trung tâm cảnh báo bão Liên hợp của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ đang theo dõi áp thấp nhiệt đới này. Hệ thống này được đặt tên là INVEST-94W, có khả năng cao mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 24 giờ tiếp theo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA nhận định, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới ngay trong tối ngày 7 tháng 8. Hệ thống này sẽ được đặt tên quốc tế Maria, cơn bão số 5 ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2024. Tại vùng Đông Thái Bình Dương, hiện có 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động. Bão số 5 Emilia và bão số 6 Fabio đang tiếp tục di chuyển ở vùng biển phía Đông Thái Bình Dương, trong khi bão số 3 Calotta và bão số 4 Daniel đã suy yếu thành áp thấp. Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta từ tháng 8. Nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập là rất cao. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 21 trên 22 loại hình thiên tai, với trên 630 trận thiên tai, gồm cả bão, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, sét, v.v., gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Dự báo từ giờ đến cuối năm, mưa lớn, sạt lở, ngập lụt và bão lũ sẽ nhiều hơn trung bình. Kịch bản này tương đối giống với năm 2020, năm có La Nina hoạt động. Trên Biển Đông dự báo, 5 tháng cuối năm sẽ có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Một nửa trong số đó có khả năng tác động đến đất liền nước ta. Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão, từ tháng 9 đến tháng 11 và dồn dập nhất ở khu vực Trung Bộ. Với miền Bắc, mùa mưa sẽ kéo dài đến tháng 10, trong đó tháng 8 vẫn là tháng mưa lũ cao điểm, còn tháng 9 và tháng 10 xu hướng mưa giảm, nhưng tổng lượng mưa lại nhiều hơn trung bình nhiều năm, từ 5% đến 30%. Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo sẽ mưa nhiều suốt từ tháng 8 đến tháng 11. Tổng lượng mưa sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm, từ 5% đến 20%. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, mưa lớn hơn bình thường, từ 20 đến 30%. Mưa lũ hiện đang hoành hành và gây thiệt hại tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Trong những ngày qua, tại các địa phương trên của Trung Quốc, liên tiếp xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân. Hơn 28.000 cư dân của tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã phải sơ tán sau khi một đợt mưa lớn khiến mực nước ở 6 con sông vượt quá mức cảnh báo. Mưa lớn như chút nước đã tấn công nhiều khu vực trong tỉnh Liêu Ninh từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, với lượng mưa lớn nhất trong một giờ đạt 81,9mm tại quận Sinh Long Tai ở thành phố Bàn Cẩm. Lượng mưa trung bình của tỉnh đạt 25,4mm trong 24 giờ. Mưa bão lớn cũng hoành hành tại tỉnh Hồ Nam từ cuối tháng 7 vừa qua, gây ra lũ quét, lở đất, phá hủy nhà cửa và đường xá. Thành phố Tư Hưng thuộc tỉnh này bị ảnh hưởng nặng nề khi mưa lớn cướp đi sinh mạng của 30 người và 35 người khác mất tích. Liên quan đến tình hình mưa lũ, tối ngày 6 tháng 8, Bộ Thủy lợi và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã ban bố cảnh báo màu đỏ đối với một số khu vực tại các tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc, cảnh báo màu cam đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc do có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và lở đất. Ngoài ra, hai cơ quan trên cũng đã đưa ra cảnh báo màu vàng về nguy cơ lở đất tại một số khu vực của tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc. Các chính quyền địa phương được khuyến cáo tăng cường giám sát và cảnh báo lũ lụt, đồng thời chuẩn bị các biện pháp sơ tán. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã triển khai công tác ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng tránh lũ lụt tại các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ tối ngày 6 tháng 8, đồng thời hối thúc cơ quan hữu quan trong khu vực theo dõi chặt chẽ tình hình các khu vực dễ xảy ra lũ quét và mưa lớn. Hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp của Trung Quốc được mã hóa bằng màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.
Trong hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp để phòng tránh lũ lụt của nước này, cấp 1 là mức ứng phó khẩn cấp nhất. Trong ngày 6 tháng 8, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã quyết định tiếp tục phân bổ thêm 465 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 65 triệu đô la Mỹ cho 7 tỉnh thành gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Thiểm Tây, nhằm hỗ trợ thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, khôi phục hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt bình thường của người dân tại các khu vực xảy ra thảm họa sớm nhất có thể. Theo Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ, ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, bão nhiệt đới Debbie đã đổ bộ vào các thành phố ven biển của hai bang Georgia và South Carolina ở đông nam nước này, gây ra lốc xoáy và ngập lụt nghiêm trọng. Thành phố Charleston, South Carolina và thành phố Savannah, Georgia là nơi đầu tiên hứng chịu với lượng mưa dọc bờ biển giữa hai thành phố này lên tới 300mm chỉ trong vòng hơn 24 giờ. Tại một khu phố Savannah, mưa lớn gây ngập đường và tràn vào nhà dân. Lực lượng cứu hỏa dùng thuyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp nước và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho những người chưa đi sơ tán. Thị trưởng Savannah, ông Van Johnson cho biết, thành phố này có thể ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Theo trung tâm trên, tính đến tối ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, tâm bão Debbie cách Savannah khoảng 50 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 65 km/h và đang di chuyển về hướng đông, đông bắc với tốc độ 6 km/h. Dự báo Debbie sẽ di chuyển đến bang South Carolina vào sáng ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương. Cảnh báo mưa lớn sẽ lan rộng đến khu vực phía bắc của bang South Carolina và khu vực phía nam của bang North Carolina, với tổng lượng mưa có thể lên tới 380mm, gần bằng mực nước lũ lịch sử mà khu vực này hứng chịu do bão Matthew gây ra hồi vào năm 2016. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, mưa lớn có thể gây ra thảm họa lũ lụt trên khắp nửa phía đông của South Carolina và các khu vực đông nam của North Carolina cho đến ngày 9 tháng 8. Ngoài ra, dự báo bang Virginia ở đông nam nước Mỹ có thể chịu tác động của bão với mưa lớn, gió mạnh và lũ lụt. Thống đốc North Carolina, South Carolina và Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ trước khi bão Debbie ập đến. Trước đó, Debbie đã đổ bộ bang Florida gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão, 5 người trong số đó là cư dân của bang Florida. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu có thể đang thúc đẩy quá trình hình thành những cơn bão cường độ lớn. Hồi tháng trước, nhiều người thiệt mạng khi cơn bão mạnh Beryl quét qua khu vực Caribe trước khi đổ bộ vào bang Texas và Louisiana ở miền nam nước Mỹ. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo siêu bão Beryl với cường độ tăng cấp chưa từng thấy có thể là dấu hiệu cho một mùa bão rất nguy hiểm trên Đại Tây Dương.